Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị và các bạn đây là một bộ dây loa của Magitop BM DIY theo yêu cầu của khách. Quý vị có thể thấy ở đây sẽ là một đầu mổ chim này và ra một đầu chuối chim như này. Đấy, anh em nhìn nó hơi lạ một chút. Và đây sẽ là một vế. Bộ dây loa này thì khách của em là có đặt theo em làm theo yêu cầu của khách và để về anh khách của em anh đấu nối tiếp hai loa lại với nhau. Và tiện đây trong cái video clip này thì thứ nhất là em sẽ quay để trả hàng cho khách để khách thấy được cái sản phẩm trước khi mình nhận hàng, và thứ hai là cũng để chia sẻ với anh em một cái mẹo nho nhỏ cách đấu hai loa nối tiếp với nhau, kỹ thuật đấu loa nối tiếp hoặc là đấu loa song song. Em cũng có chia sẻ với các bạn và anh em rồi, cũng được cách tính trở kháng thì anh em có thể xem lại cái clip này thì tranh thủ em giới thiệu luôn đấy anh em. Kỹ thuật đấu nối tiếp loa đây cũng là một cái kỹ thuật khi anh em phối ghép nhiều loa vào một âm ly hoặc một cục đẩy nhằm mục đích là để chúng ta có được cái trở kháng nó phù hợp với âm ly hoặc cục đẩy để tránh trường hợp bị lóng sò, cháy công suất các bác và anh em nhé. Trước khi tiến hành là đấu ghép thì em sẽ nhìn qua đây một chút về cái đơn hàng của anh. Đây là bộ dây loa dài 2 mét này, một đầu mỏ chim mềm này sẽ đấu vào cục đẩy. Anh này thì anh phối ghép từ con âm ly Jaguar vào cục đẩy, tức là con Jaguar con âm ly đấy sẽ làm cái chức năng là làm gần như cái bộ rè chỉnh âm sắc cũng như là cắm mic vào, sau đó đấu xuống cục đẩy để khuếch đại ra loa đấy. Đây đầu đấu vào cục đẩy, còn đầu còn lại đây sẽ đấu vào hai loa. Anh sẽ có một loa dùng bắp chuối và một loa dùng mỏ chim để đấu lại với nhau, được chưa? Còn tiếp theo ở đây là một vế hai sợi dài 50 cm, một đầu mỏ chim mềm và một đầu bắp chuối. Cái này thì em sẽ phải tách từ cái dây Magnetox này, nó sẽ có bốn lõi và anh sẽ cắt một đoạn 50 phân ra và anh sẽ tách đôi ra, bóc vỏ ra thì được hai sợi, mỗi sợi hai lõi như này mình xoắn lại và đấu một đầu mỏ chim, đầu bắp chuối, được chưa? Và tiếp theo là anh đặt của em thêm là ba bộ dây AV của Đức, một là bộ dây VKBT và thứ hai là bộ dây monitor dài có 50 phân thôi. Bộ AV này đánh đấu từ Equine vào con Jaguar và bộ thứ hai từ con Jaguar anh đấu xuống cục đẩy. Còn bộ thứ ba này là bộ AV dài 1 mét này thì theo chia sẻ là anh mua hộ ông anh của anh. Đấy, ok. Bây giờ anh sẽ tiến hành đấu nối tiếp hai loa với nhau, các bạn anh cùng theo dõi đây. Đây ví dụ là hai chiếc loa, một chiếc đấu giắc bắp chuối và một chiếc dùng giắc mỏ chim như của anh khách. Đầu tiên để đấu hai loa nối tiếp với nhau thì anh em sẽ cần một sợi dây để nối từ cực dương của loa này với cực âm của loa kia. Đấy, em ví dụ cực dương của loa này với cực âm của loa kia, anh em đấu lại với nhau. Hoặc là nhá, anh em đấu từ cực âm của loa này vào cực dương của loa kia đều được các anh em nhé, không vấn đề gì cả, miễn là âm thằng này vào dương thằng kia. Đấy, em sẽ đấu như này. Đấy, được chưa? Một đầu bắp chuối, một đầu mỏ chim. Rồi, dây loa của chúng ta đây cũng một đầu bắp chuối, một đầu mỏ chim. Đấy, bắp chuối và dây dương. Vì là ở đây em đã đấu là cái rắc bắp chuối ở cái dây dương nên là em sẽ đấu phần bắp chuối này sẽ là cọc âm để trừ cọc dương còn lại để đấu bắp chuối, thấy chưa? Đây, dây loa đây, đấu vào đây. Còn lại là dương thằng này này, lại vào âm thằng này, thấy chưa? Như vậy là chúng ta đã đấu hai loa nối tiếp với nhau. Đầu còn lại này, chúng ta sẽ đấu vào âm ly hoặc cục đẩy. Như anh khách thì anh sẽ đấu vào cục đẩy. Đây, tiếp tục đấu vào phía sau. Lại rắc một chim vào đây. Đắp chắn lại này. Tương tự như vậy anh em, đây mới là một vế. Còn vế còn lại thì anh em đấu tương tự như vậy. Đấy, em sẽ test nhanh một vế thôi. Thấy chưa? Đây sẽ là một vế, còn một cặp loa còn lại thì tương tự với vế này. Tương tự như thế anh em nhé. Đấy, test một anh em cùng nghe nhé. Đây. Như vậy là em vừa thực hiện đấu hai loa nối tiếp với nhau. Cách đấu loa nối tiếp này thì trở kháng nó sẽ được cộng dồn lại, ví dụ con này 4 ohm, con này 4 ohm thì hai loa đấu nối tiếp sẽ là 4 cộng 4 là 8 ohm anh em nhé. Việc đấu nối tiếp này nó có cái ưu điểm tiếp theo,
và anh em thấy rằng là tiết kiệm dây hơn, anh em thấy không? Nếu như đấu song song anh em sẽ cần tới hai bộ dây loa và cách đấu nối tiếp như này, anh em thấy cần một bộ dây loa và một sợi dây nối, dây tiết kiệm với dây dẫn hơn. Tất nhiên là cách đấu nối song song hay nối tiếp nó đều có ưu nhược điểm. Cái chính là chúng ta sẽ lựa chọn cách đấu làm sao nó phù hợp với cái trở kháng cũng như là trong quá trình chúng ta phối ghép loa. Cảm ơn các bạn và anh em đã quan tâm theo dõi. Các bạn anh em nghĩ sao? Có thể comment phía dưới. Còn hôm nay thì em sẽ đóng hàng và gửi hàng đi cho khách. Tất nhiên rồi, sản phẩm làm theo yêu cầu như thế này thì khách hàng đã chuyển khoản đã cọc cho bên em rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và anh em ở những video tiếp theo.